bà con mình cứ lấy đi. Coi có em bé thì có sữa, mình đem sữa xuống luôn. Có em bé nữa. Cháo tôm với cháo tôm khô với trứng. Tình hình hiện tại sáng nay ngày 7 tây nha cả nhà mình. Quần áo quá trời luôn, dọn quá trời đồ về rồi đúng không? Lan quay cho cả nhà coi bà con mình. Bà con cứ nhận cháo đi con. Ai có em bé thì ra nhận sữa. Ai có em bé thì ra lấy sữa nha. Con đã đi, con ngồi đi, con đã đi, người ta đi. Oh,
bây giờ là mình còn bị thiếu khẩu trang nè. Còn mình còn hơi bị thiếu khẩu trang ha. Ở trong có mấy em bé đồ ăn đồ có đủ chưa tí thôi với sữa. Cưng, thiếu gì cưng? Có đồ ăn chưa? Dạ. Cái khu này em bé thì mình còn thành phố. Phải không? Mấy chị ăn như cứ lấy đi chị. Mình về từ đêm hôm tới giờ trên cầu chị hả? Nếu ai ăn nhiều thì có thể lấy hai hộp. Dạ dạ, ai ăn nhiều cứ lấy không sao. Lấy đi chị. Kìa có xe đó, em bé mới về kìa. Trời ơi, có người á đi một xe chở 4 người, 1 chiếc. Rồi để xuống dưới đi, gọi hồi em xuống. Rồi một hồi có gì cái một chút em lên rồi em bánh hay gì anh hỏi cái tên nó ha. Một hồi á, anh ghé anh hỏi cái tên nó đi rồi coi nó cách ly ở khu nào. Tại nó một mình thì có ví dụ cách ly khu nào rồi em gửi đồ ăn á. Rồi em gửi đồ ăn rồi gửi này kia sữa sùng hay là gửi bánh trái gì này kia cho nó. Rồi nhưng mà chưa biết cách ly khu nào, hồi đang xuống em hỏi rồi. Anh đi gọi anh hỏi tên nó luôn anh lên. Một quãng đường rất là dài, có thể là cũng hơi trễ, nhưng mà thôi mong tất cả các cô bác anh chị là thông cảm cho địa phương cũng như là của Đồng Nai. Ở đây thì mùa dịch chúng ta đều khó khăn hết. Chúng tôi đây là gần 3 tháng cũng chưa về nhà, mặc dù nhà gần đây. Đó, nói vậy để chúng ta đều hiểu với nhau như vậy. Thôi bây giờ trên quãng đường đi dài như vậy, anh chị cố gắng chờ khoảng một vài phút nữa để chờ một số người đang bị trục trặc về xe. Bây giờ phải đi vá vỏ xong khoảng 5 phút nữa chúng ta sẽ xuất phát. Rồi trên đường đi không có mong gì hơn thì mong tất cả các anh chị, cô bác, nhất là các cháu nhỏ làm sao được mạnh khỏe, an toàn trên mọi nẻo đường và về quê một cách an toàn và hạnh phúc gặp được người thân. Xin chúc tất cả an toàn nhé. Rồi. Em bé mấy tháng rồi cưng? Mười mấy tháng rồi hả? Giờ tới đây mấy giờ? Từ từ lắm. Đậu đây nè. Từ từ đậu đại đi, không sao đâu, ít xe mà. Anh coi lục cái thùng sữa nó nằm phía dưới nó lòi ra chưa anh? Không, bữa nay chưa có làm nước kịp chị ơi, chưa có hỗ trợ nước kịp. Sao em bé mà không hỗ trợ xuống dưới? Nè cưng, cái này thuốc sủi nè. Rồi, này là uống rồi tăng cường á, nha, pha với nước á. Sáng nay cũng bớt hơn mọi bữa em ý hà. Trời ơi, đi về đây mấy giờ cưng? 12 giờ đêm là nằm. 12 giờ đêm mà nằm cầu Gạch Miễu, còn bây giờ thì giờ tới đây. Rồi ở đây thôi, cố gắng đi một chút rồi xíu rồi có đoàn sắp xếp lên cái đống mình về đi cách ly à. Chứ họ không để cho mình ở lâu đâu.
sàng lọc thông tin ở tại không về dưới đó thì sẽ sàng lọc những thứ cho mình, rồi khi họ về là họ phải có giấy đi đường khác từ đó, ví dụ họ từ Sài Gòn họ về phải có giấy xét chụp đường. Đúng rồi, có mấy anh em, có mấy anh em hỗ trợ suốt khi mà để cái bản này thì ai Duyên Hải sắp vô đây ở. Đúng rồi, Duyên Hải Sàng Long mật sáng ngủ quên bữa nay em hảo bệnh rồi, em tới em lập đi Long An rồi, còn có em Lan với em Tý thôi, còn có em Lan với em Tý à. Bây giờ hổ à, lên lên nhận đồ ăn nha bà con, lên đây nhận đồ ăn, nhận đồ ăn nữa bà con, lên đây nhận nè. Bà con cho tôi nhận đồ ăn nha. Hả? Em đổi xe cho tôi nhận đồ ăn đi. Bà con mình đang nhận nhận đồ ăn giùm em nha. Bà con nhận đồ ăn giùm em, bước lên đây nhận đồ ăn giùm em. Hồi tối mưa giờ khô hết trơn rồi ha. Bây giờ khô hết rồi. Bà con nhận đồ ăn giùm em. Số lượng nhiều lắm, cứ lấy vô tư, ăn bao nhiêu thì cứ lấy. Rồi lấy đi ăn đi, còn nóng. Dạ bà con cứ ăn đi, mình chưa có đi liền đâu. Bà con cứ lấy ăn đi, chưa có đi liền đâu. Nhân like cho cả nhà biết là tình hình ở cầu Cổ Chiên hiện tại. Các anh chị em Phật tử ở chùa Nam Bộ đang chuẩn bị tiếp tục ăn, lúc nào cũng có không để cho bà con nói cho khác. Sáng giờ chưa có ăn cái gì đâu hả anh? 9 giờ tối. À, đêm hôm là anh chỉ ăn được cháo với cà phê thôi phải không? Ủa, tối làm đi kẹt cầu Gạch Mẹo. Rồi thôi. Chết rồi, có bị. Rồi, để em lấy cái hộp khác. Tí ơi, cái hộp này bị thiếu cái hộp. Không lấy cái hộp khác không? Ăn xong là về trước cần. Vậy ăn cảm thấy ngon không? Mấy chục nên hiểu được nỗi khổ của bà con, mình phải trụ lại Sài Gòn Bình Dương và bây giờ về mà, nên đây là phục vụ biết ăn từ bi luôn. Tài trợ cho tụi em nên được tiền, với gạo, rau củ rồi cũng nói chung là khó. Đây để ghen xuống cho, để ghen xuống cho. Rồi rồi để đây chia ra đi, thiếu là có nữa. Cái này là bà con mình về đêm hôm đúng không? Về lúc mấy giờ, trước trời mưa hay sau trời mưa? Vậy là lúc trời mưa có lên đây gặp rồi mà chưa biết mặt nhau. Trời mưa đem lên phát cháo. Thấy bà con hồi tối mà ăn cháo mà cứ mở nắp ra cầm hộp hấp không à? Không, không, người ta về người ta đói á, để ta đi vô cách ly người ta không có ăn á.
con đi cho họ nhận được cái chuyện cách ly. Rồi. Giờ đây thật ra họ gấp và nôn nóng hết. Bây giờ mà cô nhận nha, kem cách ly rồi, ra cô. Để về cô cách ly á. Tí ơi, kem cơm thêm tí ơi. Kem cơm bỏ đi thêm tí ơi. Con chạy thử mấy chiếc xe sao nè. Bây giờ bỏ, em bỏ lên cô cách ly, rồi bỏ lên xe một bánh, rồi mấy anh đang về cô cách ly ăn mì ăn nha. Ai lạnh lạnh thấy ơi, người ta hỏi con cho không nè. Rồi rồi, có rồi, đợi đi nha bà con, ai chưa có cơm thì nhận cơm. Hôm nay là gửi xe qua xe rồi có về về cô cách ly ăn. Rồi đây là họ, họ còn đói nè, từ đêm hôm tới giờ. Bây giờ những người này là những người không có xe nè, không có xe của Châu Thành Trà Vinh mình. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, về tới tỉnh mình rồi, hết chết rồi. Về tới đó đi, về khu cách ly chia ra. Bà con nhận đồ ăn giùm em. Rồi rồi, có hết, có hết. Niềm vui của bà con được về quê cách ly. Bỏ bỏ nhiều nhiều xuống đi tay. Rồi bây giờ mọi người chết rồi. Ai chưa nhận thì cứ lấy đồ ăn. Từ từ. Rồi 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 rồi, đợi đi, có hết. Không có thiếu một ai đâu. Chết rồi, bên xe vẫn còn nữa không? Đây là những hình ảnh rất là thực tế. Bà con đang lấy thức ăn sáng ở trên cầu Cổ Chiên. Khoan, để coi đây họ lấy đủ hay không nè. Bây giờ bên xe, ở dưới bên xe bây giờ hết rồi. Bây giờ đặng về quay về lấy nữa nè. Nè bà con rồi. Sát vô giùm đi. Quay ở đây cũng được. Bạn rồi, thiếu nè. Tiếp ăn từ bi đi. Vô Long Phủ có ai xem like không? Làm ơn chuẩn bị tiếp đồ ăn giùm em. Rồi mọi người cứ nhận đi, không có để thiếu đâu. Nói với à.
Mọi người ơi, mọi người ơi, bây giờ là đang chuẩn bị làm món mì xào. À, chú thì đang đem trứng vô. Đang chuẩn bị 1.000 phần tiếp tục cho bà con ngoài cổ chiên. Họ còn kẹt ngoài cổ chiên rất là nhiều nha mọi người. Đây, giờ là bún xào. Cái này là chả Nam Thị nha, chả này là chả loại 1 luôn. Bao ngon luôn. Chả này thương hiệu nên không bao giờ có hàng the. Chả này bao ngon nên không bao giờ có hàng the, rất là ngon luôn. Chị mệt không chị? Mình cũng chịu không nổi luôn. Bà Thanh cả đêm không ai ngủ luôn á. Từ tối hôm qua tới bây giờ thức tới bây giờ luôn á. Ghế thì sư phụ thấy số điện thoại con Lan giúp dân là chạy bỏ luôn. Chả ngon lắm luôn. Xin chào Trọng. Bà con cổ chiên ở Sài Gòn về rất là nhiều. Trời nghe mà giàu. Đây là công đoạn làm mì xào nè, chuẩn bị làm mì xào. Cơn mệt không? Mệt không nè? Thấy thương không? Mấy em thấy thương hết sức không? À. Còn tụi mà bà con mình cảm thấy ít thì cứ lấy hai hộp, chị đó cảm thấy ăn bao nhiêu lấy. Tụi em chuẩn bị rất là nhiều phần ăn. Ừ đúng, ở chốt 88 á. Bỏ lên đây nước dư, bỏ này đem xuống 88. Bạn kêu ưu tiên lên. Tinh thần cổ chiên sáng nay ở nhà. Bữa nay là 7 Tây. Qua 7 ngày dân mình về quê rất là đông. Thân cho cả nhà coi là bà con nó kêu chia lập á. Có mấy bạn chưa gạch thắt gian tồn hay gì. Ngày ghé điểm 88 chứ. Này cái điểm chi nữa, tới đây mày tấp vô cái mày dài ngược lại người tao cái điểm 88 chứ. Rồi. Cái này nhớ. Cái đây trước đi, cái đây trước đi. Để đầu xe hai bánh đó. Để tập tất cả đi, đâu nghe chứ. Tập ở bên kia đi. Đầu xe hai bánh đó. Dán đầu trên á. Thôi nó xa xa tay chút. Rồi cứ bà con ngồi đó đi rồi mình để cháo lại hay là không mình để cái mấy cái thùng giấy á. Dạ. Chào mọi người. Mấy anh chị em đang vô những phần ăn cho những người bị kẹt tại chốt cầu Minh Tức. Hồi sáng là họ về 100 mấy 200 người rồi, bây giờ họ mới về thêm 30 mấy 40 người. Nhưng mà bây giờ những người này bắt buộc là phải test nhanh, chịu test nhanh mới cho vào. Tại vì hôm nay là đã có test nhanh, đã có mấy ca dương tính ở đây nên mấy anh em rất là kỹ. Ở đây có mấy ca dương tính hồi buổi sáng này đã đưa đi rồi, bây giờ giống như là chỉ tập trung vậy rồi để đó, đó cho bà con tới nhận chứ không phát giống như tràn lan giống như hồi sáng nữa, mới dài nữa. Trường chút xíu thì em sẽ hỗ trợ. À, bữa nay Lan bị khan tiếng rồi, hôm nay like xuống rồi hết trơn rồi, like quá trời cho bà con theo dõi, cả nhà mình theo dõi bà con nên giờ bị khan tiếng rồi. Ủa cái này của huyện nào rồi ta? Này huyện. Ủa gì ở huyện nào vậy chị? Dạ, chúc em ghé luôn anh Phương ơi, chúc em ghé trường Bình Phú B luôn anh. Chúc em ghé anh. Dạ, chờ đợi mỏi mòn ngủ luôn. Em hồi tối em cũng vậy, em về em bước vô nhà em tắm rửa xong nằm ngủ võng cả đêm luôn, ngủ quên. Khẩu trang mình còn bao nhiêu nè. Thank you.
Thank you.